bô thì mình trị giá ta chú ha. Đây là 400 con, đây là 450 con, đây lớn là 500-600 con. Hey, chào mọi người, hôm nay mình dẫn mọi người đi ăn ở một quán phở rất là nổi tiếng ở Sài Gòn trên đường Phó Cơ Điều của phường 12, quận 5 nha mọi người. Đây là đường Phó Cơ Điều rồi. Đây là 400 con, đây là 450 con, đây lớn là 500-600 con. Cua này là cua gà thay cua thịt chú ha? Thịt dạch có hết rồi. Ở đây là cái quán cua rất là nổi tiếng ở quận 5, ở số 13 Phó Cơ Điều, phường 12, quận 5 nha. Ở đây là có thể mình tới đây mình lừa cua và mình chế biến ăn ngay tại chỗ luôn, rất là nổi tiếng. Chủ quán nha. Chủ quán là đây luôn ha. Cua Cà Mau, Cà Mau, để em sang đây Cà Mau cho mọi người, để cho bá luôn nè. Nó là cái chỗ vui lẻ. Con này khổ rồi nè. Để tôi sang đây lấy người ta bỏ cơ, bỏ lô. Cua này thì làm cái gì chú? Thì muốn rồi nè. Muốn rồi nè. Rất là nhiều cua. Ba loại luôn nè. Ngoài cua thì có bán hải sản thôi. Mọi người có cả cái dương ở mọi người. Mời luôn. Món thịt cua rất là nổi tiếng. Đúng rồi, đây là món gì? Đậu món á, món nè. Này ra gì đó chứ? Món nè. Thơm lắm nha mọi người, có đường với lại tiêu.
mùi tiêu nó sọc lên mũi mình là mọi người đều nghe không? Ở đây đặc biệt là chú hò bếp thằng bếp ga nè, rất là lửa rất là lớn làm cho cái con cua rất là chín tiêu đó mọi người. Con ăn cua ở đây lâu chưa con? Ăn đây mấy năm rồi em. Mấy năm rồi hả? Tiệm này là 30 năm rồi, hơn 30 năm rồi không? Đây chị ăn đây cũng đã mười mấy năm rồi. Lúc đó là 2 ngàn rưỡi một con chứ. Chỉ bán duy nhất một địa chỉ này thôi hả chú ạ? Chỉ bán duy nhất ở đây thôi hả? Bao nhiêu kỷ cua chú ha? Như cao nhất là bao nhiêu chú? Làm xong rồi ăn ngay rất là tuyệt vời, ngon. Ăn từ lúc mà cua 2.500 con tới giờ hả? Dạ. À, làm cái mùng này là rửa đồ đi. Đây một con cua 600 ngàn. Con cua này đây 600 nghìn con này nha mọi người. Mình sẽ làm món rang muối. Nên mình không thích ăn me thì mình sẽ làm món rang muối. Đây chào mọi người nha. Thì mình sẽ làm một con cua 600 ngàn để làm một con cua rang muối. Cua thịt. Ở đây có một đặc điểm là cua sẽ không bao giờ ký cân lên mà chú sẽ bán theo con nha mọi người. Thì nhìn con cua như nào chú sẽ bán theo cái giá tiền như này đó. Chứ không có một ký. Đây 600 ngàn đấy mọi người. 600 ngàn là cả tiền công chế biến được phải không chú ha? Đúng luôn á, từ A đến Z. À, từ A đến Z. Từ A đến Z luôn là 600 ngàn. Chú bán bao nhiêu năm rồi chú? Mấy năm. Dạ. Bán mấy năm. Ở đây là gồm những món gì hả chú ha? Cua răng me rồi cua răng muối. Cua răng me, cua răng muối, cua lộ. À có luộc cả chú. Anh à, thấy chú luộc cho con nó nhanh hơn. Con làm muối lâu lắm à. À luộc luôn. Chú ơi, cái tiệm của mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả chú? 3 giờ đến 1 giờ. 3 giờ đến 1 giờ. Đây. Mua con cua 600 ngàn này mọi người. Con này 600 ngàn. Ok. Dạ. Lâu quá chú. Cua nhỏ mới nhỏ, cua nhỏ mới ngon đó chú. Nó cua kia nhỏ mới ngon. Làm cua lấy răng muối đây nè. Cua này. Con này nó ở đây. Con này. Đây là
không tới 30 giây. Rất nhanh. Không tới 30 giây một con. Chân dung vừa làm khô cho mọi người. Anh có vợ chưa? Có rồi. Sơ hở thì quốc tôi đang me đi luôn ha, đang me được. Hay chầm tư cho anh vậy. Chầm tư để phân biệt. Coi như là để mày thấy chưa? Con lớn là chầm tư, lớn chầm tư thì chầm tôi à. À. Ờ, tối sao chở mấy chị con. Nó đã phân bố đang me là con lớn thì chầm tư, con nhỏ chầm tầm đôi để nó phân biệt giữa mấy con cua của khách. Rồi chú đại này nha, con đâu thấy được gì đâu. Làm cua luôn. Chỉ quay cái này được cái là về học làm món ăn. Hay là bạn còn đi hơn mà một tà cua nha mọi người. Ok. Và cái loại gia vị ha. Tỏi là ma. Tỏi con mẹ làm mướn. Làm sao mình biết là mình tìm các cái gia vị đúng không? Quen rồi. Quen rồi. Rồi. Ngày nào không bán. Dễ tết. Chú ơi, cái con của con mang về nhá. Vừa ăn cho chú. Năm trăm hữu nghị thôi. Dạ, hữu nghị là 500 ngàn nha mọi người. Thật là gì thương. Rất nhiều người đang ngồi chơi thì lấy cua nha. Trời ơi. Rất là đông, khoảng này rất là đông người ăn á. Một quán cua đã 30 năm ở Sài Gòn rồi. Rất là nổi tiếng ở khu vực quận 5 mọi người. À, chú là tên gì chú ha? Chí. Dạ. Cua Ba Chí. Cua Ba Chí. Ở bên tôi luôn.
Dạ, chú là hò hò như chú hả? Dạ. Hò như à chú? Trần Minh Chí. À, Trần Minh Chí, cua Ba Chí, dạ. Chú, chú Chí sinh năm bao nhiêu chú hả? 60 tuổi rồi. À, 60 tuổi rồi. Wow, cái tuổi đến thời điểm rất là xanh điều mọi người. Dạ, năm cái gì không rồi. Dạ, còn khi nào nghỉ là về hướng chú? Dạ, năm đó à. Thì có ai thấy mình này làm công việc này không chú hả? Trần Minh Chí. Có hơn 30 năm tập niên bán cua rồi. Năm nay tôi có 60 tuổi nha. Mọi người đi qua đây thì hãy ghé vào ủng hộ ăn cua rất là ngon. Hãy chúc mọi người vui vẻ, ngon miệng. Nếu có thể thì subscribe, đăng ký kênh và chia sẻ clip của mình với nhau.